Xin chào các anh chị. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một trang web tuyển dụng do công ty Nhân Mỹ thực hiện trong thời gian khá là lâu. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái phiên bản di động ha. Mình sẽ có cơ hội ngồi trong phòng yên tĩnh thì mình sẽ giới thiệu anh chị xem cái phiên bản di động này có cái gì. Đó là trang web khi mà tuyển dụng thì có hai phần, đó là phần dành cho nhà tuyển dụng, phần theo là dành cho ứng viên. Trang chủ thì có phần tìm kiếm dành cho ứng viên ha, đó là cái menu dành cho ứng viên, tìm những cái gì, tìm ngành hàng nào, tìm địa điểm như nào ha. Rồi thứ hai á, là cái phần ở đây á, là CV, cái phần tuyển dụng của từng từng nhà tuyển dụng ở đây thì ứng viên còn vào xem chi tiết từng cái vị trí tuyển dụng và có thể approve vào. Đây là cái phần ứng tuyển của từng từng nhà tuyển dụng ha. Ok, chúng ta sẽ quay lại cái phần chúng ta kêu là ok chưa. Rồi ta sẽ bắt lại cái phần ta kêu hết lên nghe, ta kêu bắt lại cái phần đã quay lại trang chủ ha. Rồi ta kéo xuống, ok chưa? Rồi cái xuống này tiếp tục kéo xuống anh chị ha. Rồi mình kéo xuống ở đây. Ở đây có phần xem thêm, đó là những hồ sơ mới ha. Đây là kỹ năng chuyên môn, đó là phần kiến thức. Phần tin tức ha. Rồi, giao diện nó thì như thế này, đây là giao diện dành cho trang chủ ha, một website tuyển dụng. Anh chị có nhu cầu làm trang tuyển dụng thì cứ liên hệ công ty Nhân Mỹ theo số hotline là 0908 134 BBA ha. Xin chào, cảm ơn anh chị. Bây giờ mình sẽ vô xem thử menu có cái gì. Đó, menu có cái phần trang chủ nè, phần giới thiệu này. Đó anh chị. Đây là giới thiệu cái dự án này ha anh chị ha. Rồi đây là công ty tuyển dụng của liên quan Logotech. Ok chưa? Rồi mình xem ha, mình viết gì viết tiểu mình. Phần theo menu này có cái phần gọi là phần tuyển dụng. Đây là cái giao diện dành cho ứng viên để vô xem những cái CV của các nhà tuyển dụng và có thể tìm kiếm cái phần tuyển dụng theo thời gian, bán thời gian, tòa hợp đồng. Ha anh chị, chăm lỗi nghe chăm bác lại. Ok rồi. Ok, chăm bác lại ha. Rồi ok, chúng ta sẽ đang có chức năng filter. Ok giờ kéo xuống ha. Ok. Đây là phần tìm kiếm anh chị ha. Rồi, ở đây có cái phần gọi là cái phần thông tin tuyển dụng của từng nhà tuyển dụng. Gì ha. Ok giờ ở đây có rất nhiều trang anh chị ha, có 32 trang, tức là rất nhiều nhà tuyển dụng vô đây tuyển dụng. Ở phần cuối trang thì có cái phần gọi là thông tin quy định chính sách cho từng cái website. Ok chưa anh chị? Rồi. Chúng ta sẽ click cho phần menu ha. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống chốt bật lại xem thế nào. Rồi, menu. Chúng ta có cái phần tuyển dụng và phần kỹ năng chuyên môn, phần giới thiệu. Thì trong này trang này đặc biệt là mình có hồi lúc đó mình làm thì có một cái bang nữa là dành cho ứng viên, tức là ứng viên tự giới thiệu cái CV của mình lên các nhà tuyển dụng, các nhà tuyển dụng sẽ truy cập vào. Nhưng mà hiện tại thì bên đối tác này họ không muốn họ ra thì họ sẽ đóng họ đi. Đó, thì chúng ta có quyền, ra là chủ sai thì có quyền tùy biến cái phần đó. Còn chúng tôi làm một doanh nghiệp thiết kế trang web cho khách hàng thì chúng tôi nhiệm vụ là làm đầy đủ mọi thông tin. Ok chưa? Thì hôm nay là mình đã giới thiệu cho anh chị xem về cái giao diện chính và cũng như là cái phần bay của cái phần nhà tuyển dụng. Thì chút xíu nữa mình sẽ mở video xem video tiếp theo. Anh chị cố gắng là xem video thứ hai nói về giao diện của nhà tuyển dụng có cái gì. Xin cảm ơn và tạm biệt anh chị.